Dạ con xin chào các cô ha, con Mỹ Dung đây ạ. Kênh của con là chuyên đồ bộ tông Mỹ Dung ha. Dạ hôm nay á, là con lại về một cái set đồ tông Nhung á các cô. Chuyến rồi thì con vẫn bán giá 85, hôm nay á, là giá vẫn y vậy ạ. Cho nên á, là con không con vẫn vẫn giữ nguyên ha, nhưng mà lô này á, là đồ mới á các cô, lô này đồ mới. Cho nên là con like thêm một cái video nữa, con like thêm một video nữa, nhưng mà con tách ra ha, là do là mỗi mỗi mẫu nó chỉ còn có một mã thôi, mỗi mẫu nó còn một mã thôi, cho nên là con tách ra thành hai video, con tách ra làm hai video ha. Size 2 và size 3 con like chung, còn size 4 và size 5 con like chung ha. Tránh tình trạng là các cô coi coi cái video dài quá rồi cảm mệt á, cho nên là con chia làm hai video cho các cô dễ theo dõi và dễ dễ chốt đơn với con hơn ạ. Dạ con lên size 2 ha. Size 2 của con á thì tầm khoảng từ 40 đến 50 kg nha các cô. Size 2 của con từ 40 đến 50 kg. Giá thì con là 85.000 ha các cô. Giá 85.000, giỏi này là giỏi tôn nhung ha. Mã 1 size 2. Tất cả những mẫu bên này là nó sẽ có một số mẫu là nó lặp lại thôi, nhưng mà cái màu ha, cái màu cái mẫu rất là đẹp ha. Dạ đây. Cái màu cái mẫu rất là đẹp ha. Cái đèn này con mới 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 thiết kế thì nó hơi chá. Nó hơi chá một chút xíu thôi ạ. Nó hơi chá chút xíu để con thiết kế lại. Mã 2 size 2. Mã 2 size 2 của con ha. Mã 2 size 2. Mã 2 size 2 của con Tân Dung ha. Chiếc này lô này màu này rất là đẹp các cô ơi. Nó nhã nhặn ha, nó nhu ha. Nó không có chói quá mà cái màu này quá đẹp luôn. Đỏ đô size 2 các cô ơi, một bộ 85.000 ạ. Một bộ 85.000 các cô, con đi hai bộ ha. Hai bộ là con chốt đơn ạ. Tiền ship của con là 20.000 trên một đơn á. Tiền ship của con là 20.000 trên một đơn. Mã 3 size 2. Rất là đẹp luôn các cô ơi, bông ha, bông nền tối nhưng mà bông rất là tươi luôn ạ. Cái bông rất là tươi luôn ạ. Tươi cực kỳ luôn. Mã 3 size 2. Mã 4 size 2, một em vàng ha, một em vàng đồng. Mã 4 size 2 em vàng đồng ha, nhưng mà cái bông rất là đỏ ha, nhìn cái bộ đồ rất là sang sáng à. Và đây. Cái nền bông đây à, quá đẹp ha các cô. Quá đẹp luôn, quần dài ha. Quần này á, thực ra họ báo là 9 tấc, nhưng thực ra là con bán là tới thời điểm này là không bao giờ đủ 9 tấc đâu, tầm khoảng 8 tấc 7, 8 tấc 8 thôi. Nó không bao giờ đủ 9 tấc đâu ạ. Cho nên là cô nào mà tầm khoảng mét 6, 65 trở lên thì nó sẽ mặc lưng lửng ngay qua mắt cá ha các cô. Có những bộ là nó sẽ bị lọc đi, nhưng mà đa số của con là mẫu mới hết hoàn toàn, cho nên là con like lên thêm một cái video này nữa. Vẫn là giá 85.000 nhưng mà rất là đẹp ha các cô, chiếc này về rất là đẹp luôn. Dạ. Rất là đẹp luôn ạ. Mã 6 ha các cô. Mã 6. Bộ này quá đẹp luôn đó cô. Bộ này nè, màu nâu ha. Cực kỳ đẹp luôn đó cô, cực kỳ đẹp luôn. Nó rất là hợp với lứa tuổi trung niên ha các cô. Mặc đồ này lên hợp lứa tuổi trung niên luôn. Quá là sang luôn ạ. Mã 6 ha. 40 đến 50 kg là có thể vừa rồi ạ. Tại vì á là con đã trừ hao rồi á, nên là các cô khi nào mà báo giá cho con á thì các cô báo giá thực con xin lỗi, báo số ký á, báo số ký thực tế đi, tại vì cái form này của đồ của con là con đã trừ heo rồi. Con đã trừ heo cho các cô là từ 40 cho tới 50 kg là vừa size 2 ha. Hình chiếc lá này quá đẹp luôn á các cô ơi. Bộ này rất là sang luôn ạ. Size 2 này con bán rất là chạy luôn á. Size 2 này là form nhỏ kén người mặc so với lứa tuổi trung niên, nhưng mà mấy bộ này con bán rất là chạy luôn.
Mấy bông này là nhìn rất là sang luôn á, rất là hợp với các cô tuổi như tuổi mẹ con với tuổi bà con á. Nhìn mặt rất là sang, mình đi chợ hay mình đi vòng vòng nhà cũng rất là thoải mái luôn à. Mã 8 á các cô. Mã 9 nè. À. Mã 9 của con. Dạ đây. Lại là một em cực phẩm hình chiếc lá luôn. Hồi nãy là có một em rồi, bây giờ thêm một em nữa, nhưng mà em này thì nó có pha màu tím vô. Con có một cô mối cực kỳ thích màu tím luôn. Con ra mẫu nào màu tím cũng order, cũng chốt đơn với con hết trơn á. Tại cô nói cái phong thủy của cô là màu tím á, nên là khi nào mà con ra màu tím á là cô đều chốt hết. Màu xanh nước biển nha các cô, mã 10. Màu xanh nước biển mã 10. Mã cuối cùng của con là mã 11 ha. Mã 11. Mã 11. Mã 11 của con nè. Mã 11. Quá đẹp á các cô. Dạ con lên xây 3 tiếp tục ha. Một bộ của con là chỉ có giá là 85.000 thôi ạ. Nhưng mà con xin phép ha. Đồ này là đồ con bán là bằng cái giá vốn thôi. Ý là con xin lỗi, bằng cái giá sỉ rồi, cho nên đó là con xin phép đi 2 bộ trên một đơn ha. Con đi một đơn á là con đứt vốn luôn á. Tại vì con đã chịu tiền ship cho các cô là một nửa rồi, rồi con chỉ lấy các cô 20.000 thôi, cho nên đó là con phải bù qua tiền ship nữa ạ. Mã 12 xây 3. 12 xây 3. 12 xây 3 thì từ 50 ha, 50 cho đến 60, 68 kg xây 3 giúp con ha. Là cái này là con đã trừ heo rồi, cho nên các cô đừng trừ heo nữa à. Các cô trừ heo nữa là chạy ra bộ đồ rất là rộng luôn á. 12. 13 xây 3. 13 bên xây 2 có một bộ, bên em xây 3 cũng có luôn. 13 xây 3. 3. Rất là đẹp ha các cô. Siêu phẩm, siêu phẩm. Chiếc này về mấy cái mẫu là đẹp đẹp lạ lạ không mà, cho nên đó là con like luôn. 14 xây 3. 14 xây 3. 14 xây 3. 14 xây 3. Mười sáu xây 3. Một hồi nữa là sẽ những tới màu sáng à. Con like nha, mấy mẫu này là mấy mẫu tối ha. Mấy mẫu tối, một xíu nữa xây 3 con có mấy bộ màu sáng sáng á mà. Xây 3. 16. 50 cho đến 68. À 6 50 cho đến 50 với 58, 60 à, 60. Đúng rồi, cái này là form C3 là của con. Là tầm khoảng 60kg đổ lại giúp con ha. 60 ha, 50 đến 60 đổ lại giúp con. Cái quần rất là đẹp đây các cô. Thực ra là họ báo cho cô là chiều dài quần là 9 tấc ha. Con xin nói lại ha. Nhưng mà họ may lúc nào á, họ may là họ may 9 tấc. Nhưng mà trên cái ly này nè cô họ may lên nữa. Cho nên là nó tầm khoảng 8 tấc 8, 8 tấc 7 thôi. Không được 9 tấc đâu ạ. Cho nên nó là đồ ton thêm một phần đồ ton nó rút chiều dài lên nữa thì là tầm khoảng 8 tấc 6 8 tấc cao nhất là 8 tấc 6 à. Dạ đây 17. 17 xây 3. Dạ đây một em màu sáng đây, màu cam đất đây các cô ơi, màu cam đất một bộ 85.000. Con đi 2 bộ ha. Tiền ship của con là 20.000 trên một đơn ha. Tiền ship của con là 20.000 trên một đơn ha. 18 xây 3. Thêm một em cực phẩm đây ạ. 啊. Quá đẹp luôn ạ. 18 xây 3.
18 xay 3, 19 xay 3, 19 xay 3, 19 xay 3 nè, à. Bông rất là sáng ha, sáng và sang à. Bông rất là sáng và sang luôn à. 19 xay 3. Toàn là những em cực phẩm không mà các cô ơi, bông sáng ha. Bông họ kết hợp giải ha, nền tối nhưng mà khi kết hợp bông sáng lên là 20 xay 3 một em màu đỏ à. Màu đỏ à các cô. Vậy đây. Nó hơi trá ha. Vậy đây. Nó hơi chá. Con hơi kế cái đèn này nó sai sách rồi, để con thiết kế lại. Hai mươi xây ba. Quá đẹp luôn các cô ơi. Mấy màu này là cho mấy bà mấy cô á là mặc bá cháy luôn à. 21 xây 3. 오, bộ này đẹp quá. Bộ này có con có một bộ duy nhất thôi ạ. À. Bộ đồ này là cái màu này là con có một bộ duy nhất thôi ạ. À. Hai mươi hai xay ba. Dạ đây. Quá đẹp luôn các cô ơi. 22 xay 3. Một em hoa hồng ha. Cái màu này ở ngoài là màu hồng, hồng đất á cô, hồng đất á. Màu hồng đất á chứ không phải là màu cam ha, do cái đèn á nó dạ quá cho nên là nhìn nó như màu cam nhưng mà nó không có chói đâu ạ. À. Con bảo đảm đồ của con lấy vàng về là con nhận không có chói đâu ạ. À. Hai mươi ba xây ba. Bộ đồ này thì con có hai bộ duy nhất thôi. 50-60 kg giúp con ha các cô. 50-60 kg giúp con ha. Bộ đồ này rất là đẹp luôn. 24 xay 3. Ôi con đưa ngược. 24 xay 3. Xây 2 con cũng có hình em la chiếc lá. Xây 3 con cũng có ha. 25 xay 3. Hai mươi sáu xây ba. Cái lô hàng này về quá xuất sắc luôn đó cô. Cái màu vải rất là đẹp luôn. Nó cái phối hợp rất là nhịp nhàng luôn. 27 xay 3. Một bộ chỉ có 85.000 thôi. Vải này là vải tôn nhung ha các cô. Con cam đông vải này là vải tôn nhung ha. Chất liệu vải mềm mịn mượt và mặt rất là mát ha. Thấm hút mồ hôi rất là tốt và cho nên các cô cứ việc yên tâm. Một bộ của con là 85.000 thôi à. Một bộ của con 85.000 do là tiền con phải chịu tiền ship tiếp nữa cho nên là con xin phép lấy tiền ship 20.000 trên một đơn ha. Hai mươi tám của con là một em màu nâu. 28 của con là một em màu nâu ha. 50-60 kg ha. 60 kg quay đầu giúp con à. 60 kg quay đầu giúp con em màu nâu ha. 29 à. 3 ha. 30 màu đen ha, màu đen kết hợp với bông đỏ. Màu đen kết hợp với bông đỏ rất là đẹp luôn ạ. À. Một bộ duy nhất thôi ạ. À. Màu này là con mới vậy mà có một bộ duy nhất là rất là đẹp luôn các cô. Size 3 ha các cô, rất là đẹp luôn ạ. À.
31 em màu tím than ạ. 31 là em màu tím than các cô. Tím than các cô, quần à, dài rất là dài ha. Dạ, size 2 và size 3 con có là 31 mã ha. Dạ rồi, con xuống like tại đây ha. Một xíu nữa con sẽ lên size 4 và size 5 cho các cô lựa chọn. Tại là do là nó nhiều mã quá nên con tách làm hai video cho các cô dễ lựa chọn ha. Con xin chào, con hẹn gặp lại các cô vào video tiếp theo ạ.